Chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của Chiến nha. Chào tất chào cả mọi tất người. Hôm nay Chiến làm một video thử thách bọn trẻ hàng xóm gần nhà Chiến nha. Hôm nay Chiến thực hiện làm một thử thách là ăn khế nhân tiền mọi người ạ. Khế này là khế chua mọi người nha. Thì Chiến đã chuẩn bị khế này, khế và tiền này. Rồi cứ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nha. Thì bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì sẽ bắt đầu vào cuộc thi là ăn khế nhân tiền. Thì bây giờ từ to đến lớn thì ai xung phong ăn trước thì giơ tay lên. Rồi đây thằng áo đỏ giơ trước thì để cho thằng áo đỏ ăn. Rồi bắt đầu đem. Đây, mọi người cùng theo dõi nhá. Đấy. Mọi người rồi ăn. Mời mọi người nhá. Ui trời, chua. Chua lắm mọi người ạ. Ồ. Nhìn ngon quá mừng ạ. Ăn hết chưa? Rồi ăn hết là nhận tiền rồi. Tiền đâu rồi? Tiền tiền để lại đây cho người thắng nhân nha. Người lấy tiền đi, lấy tiền này em. Ê, người thắng nhân tiền chứ, tự nhiên người chưa chơi nhân tiền thôi mọi người ạ. Chua chua không? Có nhìn luôn cái máy này chua quá. Nếu mà không vượt qua thì ngang mức nào thì dừng mức đó thôi. Giống như mình ăn được khoảng 3 mức thì mình thua, mình chịu thua 3 mức. Đấy. Đấy, còn một quả này. Tiền ra lấy tiền cho bạn này đấy. Bán đi. Đưa đãi đãi. Nhắm. Ăn nhiều đấy. Chua à? Chua không? Không có. Wow. Nhìn ngon quá mọi người ơi. Mình xem mày chảy nước miếng mọi người ạ. Đây, mình cũng làm một miếng nhá. Ăn thì đỡ chứ anh Kiên ạ. À. Chua lắm. Chua à? Đây. Tiền này. Ăn từ quả vẫn chua. Đến ai? Giờ đến ai đây? Đến Bính. Đây, cho thằng áo xanh ăn trước. Mời mọi người ra đi. Mời mọi người nha.
ngon à, nuốt nước miếng. Hai thằng em đang nuốt nước miếng mọi người ạ. Chào đây mọi người, đây là anh Đái nha. Đái Đái ba đun. Chùa. Đây thằng em nhận tiền mừng quá, ngồi đây mọi người. Giờ giờ tiền lên cho mọi người xem này. Mua kèo đại bàng. Ủa, nhiều chưa? Một tiếng nhà của nhà đại. Thì chú ăn tránh rồi. Ngon quá, ngon quá. Con tiền con rất là nhiều để mình nếu mà thằng em nó ăn hết thì mình sẽ bỏ tiền vào tiếp nha. Đang thế nào? Đấy. Cố lên. Nếu mà không vượt qua được thì xin bỏ cuộc nha. Bảo là thua cuộc nha. Nếu mà mình không vượt qua được thì mình xin bỏ cuộc. Xin thua cuộc. Và thua cuộc sẽ không có phần thưởng nha. Thôi có bị đau khỏe, chặt tay. Mình quay video thử thách này là cùng ở vườn mướp luôn mọi người nha. Đây, xung quanh này là đều vào vườn mướp luôn nha. Nếu mà không vượt qua được thì mình xin thua thôi. Có vượt qua được thì xin thua. Bím để cho bàn ăn bím. Đừng có giỡn. Ngon quá. Ngọt không? Ngọt hay chua? Chua. Chua. Anh này là anh kể chuyện Tiêu Lâm. Kể chuyện Tiêu Lâm nghe bím. Có chuyện chi? À tí về nhà thằng Đại bắt gà thịt ăn này. Cười đấy, Đại cười cái. Cười. Cười nó. Cười cái. Cười cái nó. Bím cười cái. Bím. Bím cười cái. Cười cái. Thế nào rồi em? Có vượt qua thử thách không? Còn một trái nữa này. Còn một trái đây nữa này. Đây, con hai bước rất là lớn mọi người ạ. Tiền thưởng rất là lớn. Lớn đối với mấy đứa nhỏ này nha. Nếu bạn bím có thể ăn luôn mà bím. Ăn cùng luôn. Thử thách đấy, ăn đi. Đây, giao cho bạn bím phần thưởng đó nha, ăn đấy. Để cho bạn bím
Wow, ngon quá. Bạn Bim thì bạn kể bên ăn nhìn thêm quả. Chưa thú thì ăn đi chứ. Cố lên, cố lên. Anh Đại ơi, cố gắng lên lại 200 phi. Chua nhà Nhật là 1.000 anh chị ạ. Chua nhà Nhật 1.000 á. Đây. Đây anh dơ tranh dơ lên. Anh này là bạn này là gần hết đấy nhá. 7.000 mà những quả khế thứ ba thì bảo là chua hơn quả thứ nhất. quả thứ ba chua hơn quả thứ nhất. Anh chỉ chuyên hái giống ấy. Cho luôn quả thứ ba quả thứ nhất. Quả này là quả thứ nhất. Anh nhìn giống như gân chính á, gân lưỡi anh kiến. Quả này chua nhất đó. Mà bố quả ứng cung với đấy là quả chua nhất đó. Quả này của mấy vân là chua nhất đấy. Chua anh nhìn mình cho đi sửa chi. Anh đấy là chua đi. Cố lên. Cố lên, cố lên. Quả chầm mỏi phẳng luôn là ăn nhiều luôn. Cố gắng đi. 7.000 nhưng thuộc mỹ rồi. Ok, cố gắng đến 15.000 luôn. Cố gắng đến 15.000. Mất một cái hộp. Đại chọn mực cao nhất luôn. Nhỏ mà lì. Cố gắng lấy 15.000. Con biển chiều ngồi. Đừng để nồn ra. Có khuyến mãi quả này không? Ăn bao quả khuyến mãi một quả. Bao coi quả này. Cho cô quả nữa. Kép từ ba quả rồi. Ăn đi Bim. Ăn đại chế, đại thứ hai luôn. Cam nghị, ngon không? Đặc biệt. Ngon không? Không ngon mọi người ơi, lạc đâu rồi. Ồ. Quả này kín băng thằng trâu. Hơn, à gần băng thằng trâu. Ba quả. Chua lắm. Chiều. Trong quả này chiều thua đi. Không, lại cố gắng lấy 15.000. Cố gắng. Anh cả hai chạy cùng một luôn. Cố gắng lấy 12.000 để về mua mô tô. 15. 15.000 để về mua mô tô. Mô tô cái gì? Bán cái gì? Cái gì đó. Vậy ăn. Quá. Về máu mà con uống được. Con đang đèn của con. Con chát lắm, nuột máu đi. Để mà lấy xong. Chứ mà tôi nó chát lắm đó. Ăn luôn cái hết đi. Ôi, chỉ có 7.000 đấy chết. 7.000 của thằng này đó. Hạ miếng ra cho mọi người xem nè. À, rồi. Phần thưởng 7.000 chưa lên. Dựa lên. Đây, mà mình đây mình đã nhận được 7.000 rồi mọi người ạ. À, mình đã nhận 7.000 rồi mọi người ạ. À. À, khế ăn ngon không? Chua. Hả? Chua. Nhìn vào đây nổi này. Chua hay ngọt? Chua. Cực kỳ chua hay là chua nhẹ? Chua tanh, cực kỳ chua. Cực kỳ chua. Bim ăn đi Bim. Đã có một quả cuối cùng. Hai quả. Ê, anh dám quả như con quả cuối cùng. Ê, cô lên lấy kia về mua mô tô. Bim, chị cho anh bạn của. Đã, mua mô tô hát chưa? Xong thử thách nó không ăn tiến. Thì cứ thử thách đi xong ăn nhé. Tí nữa thử thách tiếp. Thích chơi tiếp. Thử thách nghe để thử thách mạnh anh chị. Tiếp theo là 2.000 và ăn 2 quả. Xong rồi tiếp theo là 3 quả. À, thử thách cho Bim 50.000 ăn 10 quả. Luôn chứ cần chi phải 2 quả. 50.000 luôn. À. Thì cứ Bim cứ thực hiện thử thách cho Bim của xong Bim xong nó.
Dạ, anh ăn cho nhiều, sắp luôn. Bím ăn đi, bím cổ lên bím. Chú lắm. Chú chị, chà chú. Ăn chú. Khuyến mai quả ướt này. Quay, quay, quay. Không có ai ăn được chứ không. Ăn mất quả là hết, ăn mấy quả chanh luôn. Cầm. Ngọt quá. Lấy lấy tiền à? Hả? Cái à? Đông kí. Nào bá quả chua luôn. Hả? Dạ. Con hai quả chua. Ủa? Ăn không được thì chín thua thôi. Đừng có củ cả. Lấy quả ớt. Đang lấy 15.000. Ăn cho hết rồi lấy nghe. Cứ đừng có nói, đừng có bốc phẹt, ăn cho hết rồi nè. Ăn nói gì? Bà Hoa chua rồi. Cho 5 phút nữa đây. Chua rồi đó. Ngủ rồi. Chua rồi dạ, cứ ngồi nó vẹt, ngồi nó vẹt để cấu dơ. 5 phút nữa nè, ăn đi. Cố lên nè, cố lên thì ăn đi, cố lên nè. Cố lên tóc, thì mà 98.000 để cho mình mua ốc tối rồi. Đó, đúng chỗ chưa? Đeo thượng luôn, bộ này, đeo thượng. Đó đây. Đây thằng thằng em thằng thằng chiến thắng chưa treo thưởng thế là bỏ thanh đá. Để ra đây, để ra đây cho mọi người cùng xem em. Đây. Treo thưởng ra đây luôn nha. Tao đã treo được. Ờ. Đó. Ăn đi nào, ăn đi xem nào. Đặng cái tiền này. Đi ăn. Cứ ăn đi thôi. Cái gì thôi. Tao về đến chỗ mẹ, tao cũng cân tiền mình chứ. Bím chín chua rồi. Lắm luôn. Bím chín chua lắm luôn rồi. Chắc mình đem cái ní về cho bác. Bố đây, bố chạy. Chưa. Bố đi bắn cả. Bố đi bắn cả. Bố đi bắn cả. Đâu có chứ, chắc là nó có chiếm. Bím ơi, rồi ăn anh chứ, không có thua chứ. Ăn mà ăn kiểu gì đó. Ăn một con, ăn một nữa, ăn đi. Đi chua làm rồi. Rồi, Huy cũng chơi thằng Bim câu chưa? Ăn đi, ăn đi. Chua rồi. Dạ, câu chưa nói đi, câu chưa đó. Dạ, câu chưa đi. Chơi câu chưa à? Anh nhớ đại đó. Câu dư nè, câu dư nè, câu dư. Chú ơi câu dư. Đại mà ăn năm quả thì đừng. Giờ lo đi, rồi chặt mình con đồ. Nó tìm ăn mai đi. Thôi, nếu mất 2 phút nữa ăn thịt lên, chua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, chua. Ăn thua rồi, ăn được không? Ăn được không? Bỏ đi ăn đi. Ui. Giờ đi ăn không? Không? Đi không? Có phải cái tiếng không? Cảm ơn cho tốt mà vết. Cũng như thế ăn vật này là gì? Nhanh. Cảm ơn phát ăn phản ngựa cũng cuốn. Bạn ăn cái gì? Đua vào đây. Đua xin vô đây thôi. Đua vào đây. Trong kia nó làm cái. Đây nhỏ nhỏ lại hết bây giờ kêu về một kêu chứ hắn đi được không đâu đi được không 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 đi được. Bắt mặt, ăn đi cho bắt mặt đi. Chuẩn bị con tiên này. Chuẩn bị con tiên, mua bắt tôi rồi. Đài bên con này, đài bên dê, 20.000. Ngon không à, cả bạn? Ngon không? Ngon không? Ừ, chú ăn.
Thôi đó, cướp tiền. Thằng này một từ đầu. Ăn đi bạn. Con này cứ mộng đi. Con mộng mộng gì thôi lại chụp. Ăn nhìn đi. Sao đất cấp thế này. Đồ ăn đi không được. Ok, ăn hết. Không, ăn thịt đã. Ăn thịt đã nhìn được kia nhé. Ăn thịt muốn mà hàm nhìn ráng, ngồi chị đóng đi chứ. 15 giây. Ăn đại đi chóng lên. Đại đi chóng lên. Đây, có khi là bán người đà nó chiến thắng này. Rồi này. Rồi tôi nó xong. Đây, nó chiến thắng rồi. Đại đại đại. Là cái đó, mình với nhau trời. Đại. Hơn quả đi luôn. Đại, anh chị đây. Đại, tôi ghê. Ôi. Đi. Ngăn đuổi, trong nhà đây, để đây. Tôi là chị Thu đấy, nói với chị Thu. Anh chị nói này mạnh như được. Rồi.